Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu, trao đổi điện thoại. Địa chỉ là số 6/9 đường số 44, phường 14, Gò Vấp nha. Thông tin chi tiết thì mình có để dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839444400, số thứ hai là 0616148748 nha. Thời gian làm việc là từ 8 giờ 30 sáng nha tới 7 giờ tối nha mọi người. Hôm nay thì mình cũng có một ít số máy thì mình giới thiệu tất cả mọi người luôn. Anh em nào có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi cứ liên hệ trực tiếp bên mình nha. Đầu tiên thì mình giới thiệu cái này là cây Mi Bass 5, Mi Bass 5 nha. Máy đẹp 99 luôn. Con này bản Wi-Fi, màn hình con này khá là đẹp nha mọi người. Chip Snapdragon 860, siêu mượt luôn nha. Cây này thì bên mình bán với mức giá là 7 triệu 250 nghìn nha. Mi Bass 5, 7 triệu 250 nghìn. BlackBerry, con này là Bass Pro Server, bản này là bản đặc biệt nha. Cây này thì bên mình bán với giá là 1 triệu 4. BlackBerry bản server nha. Oppo A95, con này máy new nha mọi người, máy mới vừa mua ra luôn, mới vừa mua ngày hôm nay luôn nha. RAM 8128, Oppo A95, giá bán của bên mình là 6 triệu nha. 5 triệu 9 thôi, 5 triệu 9, Oppo A95, máy mới. S21 cộng 5G. S21 cộng 5G nha. Hàng chính hãng nha, hàng chính hãng. Máy đẹp 99, hôm nay thì mình sẽ bán với giá là full box với giá là 11 triệu 750 nghìn nha. S21 cộng 5G, hàng chính hãng, 11 triệu 750 nghìn. Samsung A52s 5G, con này là máy new vừa mua hôm qua luôn nha. Vừa mua hôm qua thôi. Màu trắng nha. Con này thì người ta mua rất cái giá khá là cao nha. A52s 5G mới mua hôm qua. Máy new chưa sử dụng nha. Giá bán của bên mình là 7 triệu 9. A52s 5G nha, 7 triệu 9. Máy mới mua hôm qua. Z Flip 3, cây này thì mình sẽ bán với giá là 15 triệu hàng chính hãng nha, Z Flip 3. S21 FE hàng chính hãng, mình có màu trắng và màu tím nha. Máy thì cũng máy mới luôn, vừa mua ra thôi nha mọi người. Giá bán của bên mình là 13 triệu rưỡi, S21 FE. Máy new nha. Xiaomi Mi 11T Pro. Còn một cây nha. Cây này thì nói chung cục sạc nó tới 120W là chip 888, sạc của nó thì sạc có một hơn nửa tiếng là đầy rồi. Sạc khá là to luôn. Máy chính hãng, bảo hành dài. Giá bán là 10 triệu nha. Mi 11T Pro. RAM 12, bộ nhớ trong 256GB. Vivo, con này là con Y21, máy new nha, máy mới luôn, 3 triệu rưỡi. Y21, máy mới nha. Khui ra kiểm tra cũng chưa sử dụng tới nữa. Realme 7 nha. Realme 7. Máy đẹp 99. Realme 7. 3 triệu 950 nghìn. Realme 7 nha. Poco X3 Pro nha. RAM 6GB. Màu đồng. 4 triệu 6. X3 Pro. Vinmark. Con này là con... Vinmark Aris nha. Aris này RAM 8GB, máy đẹp Aris. Giá bán của bên mình là 3 triệu 6. Aris RAM 8GB. Oppo Reno 6 5G, máy đẹp 99 nha. 7 triệu 750. Reno 6 5G. Poco X3, máy đẹp keng, RAM 6 cũng như trong 64, 3 triệu 950 nghìn, Poco X3. Con này là con Reno 6Z nha. Máy đẹp 99, Oppo Reno 6Z. Giá bán là 5 triệu 950 nghìn nha, Reno 6Z. Máy đẹp 99. Oppo A94, máy đẹp 99 luôn. 4 triệu 650 nghìn, A94. 4 triệu 650 nghìn nha, máy rất là đẹp, Oppo A94. iPhone 11 Pro, máy lay new, nguyên zin, pin còn 89% nha, màu gold, 64GB, hàng xách tay Mỹ nha. Máy đẹp 99 luôn á, nguyên zin áp hết, giá là 2 triệu 550 nghìn nha. Pin 89.
Con này là con Vivo A72 5G. 4 triệu 750 nghìn, 4750. A72 5G nha. Renault 4 Pro, máy đẹp 5 triệu 2. Renault 4 Pro nha. 4 Pro thì nó được cái là nó màn hình cong nha mọi người, màn hình rất là đẹp luôn, màn hình cong. Xiaomi Redmi Note 10, RAM 6GB, máy đẹp 98 thôi, có trời nha. RAM 6GB. 3 triệu 650 nghìn nha. Oppo Reno 3 Pro, 3 Pro này thì hơi chạy tầm 97 thôi nha. 4 triệu 250 nghìn, Reno 3 Pro nha, 4 triệu 250 nghìn thôi. Realme 8, máy đẹp keng, 4 triệu 550 nghìn, Realme 8. Con này là con Mi 10T Pro 5G nha, RAM 8GB. Máy thì còn rất là đẹp. Ủa như trong 128GB nha mọi người, 128GB. Con này bên mình bán với giá là 7 triệu. Mi 10T Pro 5G. Mi Mix 3 nha, Mi Mix 3 này, kiểu dáng trượt nè. Đó. Nói chung là con này thì ngoại hình nó không được đẹp lắm, hơi trầy, hơi xấu nha. Giá là 3 triệu 550 nghìn thôi, Mi Mix 3. 3 triệu 550 nghìn nha. Mi Mix 3 RAM 6GB, mình nhớ 128, 3 triệu 550 nghìn. Màn hình OLED nha. VMAX, con này là con Joy 4, RAM 3GB, 2 triệu 2 nha. Joy 4, RAM 3GB, 2 triệu 2. Treo 4 rồ luôn, máy đẹp nha. Vivo i21s RAM là 4GB, giá là 3450 và RAM 6GB là 3650 nha. Camera 50 chấm i21s. Oppo A95, máy đẹp keng, 4 triệu 950 nha, A95. Mình có hai màu đen và bạc luôn nha. Samsung A32 5G nha. Giá bán của bên mình là 4 triệu 3, con này đã thay nắp lưng. iPhone 11, pin còn 84. Con này thì máy đẹp 98 nha, 9 triệu 350 nghìn, iPhone 11 nha. Nguyên zin quốc tế, 64GB màu đen. A50s 2 triệu 9. Xiaomi. Con này là Xiaomi Redmi Note 10S nha. RAM 8GB, máy đẹp keng nha, 99 luôn, 4 triệu 350 nghìn. Redmi Note 10S. Redmi 10 mình có RAM 4 128 3550 và RAM 6 128GB thì 3 triệu 750 nghìn nha. Redmi 10. Mấy cái này hầu như là còn bảo hành chính hãng nha mọi người. Cấu hình chi tiết thì anh em tham khảo trên Google giúp mình nha. Tại vì mọi người thông cảm đi, mình quá nhiều máy nên mình giới thiệu mà đi vào chi tiết cấu hình hay là pin thì nó khá là lâu nha. Anh em thông cảm giúp mình. Con này con Redmi Note 10 Pro RAM 8GB, 5 triệu nha. Máy đẹp 99. Samsung A52 5G nha, máy đẹp 99. A52 5G thì bên mình bán với mức giá là 6 triệu, máy đẹp play new nha. Ra, con này tới 256GB. Poco X3 Pro có màu này nữa nha. 4 triệu 6. Redmi K40 Gaming nha, RAM 12GB. Máy đẹp 99, con này thì chưa có tiếng Việt, 6 triệu 7 thôi. Mi 11 Lite 4G 5 triệu nha, máy đẹp 98, Mi 11 Lite 4G. Oppo Reno 5A. Reno 5A nha, giá bán là 4 triệu rưỡi, máy rất là đẹp luôn. Con này là con Realme C15 nha, 2 triệu 550 nghìn, RAM 4GB, pin khá là khỏe, 6.000.
Nokia 3.4 nha. 3.4. 2 triệu mốt. Con này là con Reno 3 Pro, máy đẹp, 4 triệu rưỡi nha. Galaxy Z Flip 3 nha. Z Flip 3 đây, máy đẹp Gen 99. Giá bán là 9 triệu 2, hàng chính hãng, còn bảo hành dài Z Flip 3. Con này là Z Flip 1 chứ, Z Flip 1 là 9 triệu 2 nha. Z Flip 1 là 9 triệu 2. Z Flip 3 256 GB thì bên mình bán với mức giá là 15 triệu 2 luôn. Nokia 7.2 nha. Nokia 7.2. 2 triệu 150 nghìn. 7.2. Vivo, con này là con Y21 nha. Giá là 2 triệu 9, mình có máy đẹp kèn là 3 triệu 1 nha, máy đẹp kèn 3 triệu 1 đây. Vivo X50, V20 SE 3650, máy hơi trầy tí. Mi 11 Lite 5G nha, 5G 6 triệu. V21 5G 5 triệu 550 nghìn nha. Oppo A15s nha, A15s. Cái này bên mình bán với mức giá là 2 triệu 950 nghìn. A52s 5G, máy đẹp 99 nha, 6 triệu 750 nghìn thôi. Poco, con này là con F3 nha, Poco F3 256 GB, RAM 8 GB, 7 triệu 2. Và mình có K40 Pro, RAM 8 GB, giá bán của bên mình là 7 triệu 8 nha. Trong tầm giá 7 triệu mấy mà anh em có chip Snap 888, con chip này nói chung là vô đói trong tầm giá luôn nha. Không có nào mà rẻ hơn được nữa. Con này là con Dogger S18 8 lút nha. Một con máy nói chung là pin tới 10.000 luôn. Máy siêu khủng. Giá bán là 4 triệu 250 nghìn. Máy 97 nha. 97, 96 thôi. Nói chung là ở viền kia là vỏ thì nó hơi dâm. Nhưng mà con máy này là máy siêu bền, rất là bền luôn. A12 mình có RAM 4 GB nha, RAM 4 GB là 2 triệu 950 nghìn và RAM 6 GB 3 triệu 150 nghìn nha. Đây, RAM 4 GB đây. Máy thì hầu như hôm qua mình có giới thiệu rồi, anh em nào mà muốn tham khảo thêm thì mình xem lại clip hôm qua nha. Hôm qua nói chung mình giới thiệu rất là nhiều máy luôn. Anh em coi video thì cho mình một like share ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình. Bên mình thì nói chung là ship có toàn quốc nha mọi người, anh em cọc cho bên mình trước phí ship bên rồi bên mình mới ship hàng nha. Ship hàng thì anh em được test máy, kiểm tra máy ok rồi mới nhận. Bên mình thì chính sách bảo hành là 3 tháng một đổi một, đối với hàng chính hãng sách tay thì sẽ bảo hành 1 tháng thôi, và thời gian bảo hành có những cái máy bảo hành ít hơn thì mình sẽ báo rõ trong video. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.